Ngày 14 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế cho biết, cơ quan này vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Đức, sinh năm 1981, trú tại thôn Cư Chánh 2, xã Thủy Bằng, thành phố Huế, về hành vi cố ý gây thương tích. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế, Nguyễn Ngọc Đức là đối tượng hành nghề cò mồi khách du lịch đến Huế mua hàng hóa, nhất là các mặt hàng đặc sản Huế. Vừa qua, tại vỉa hè đối diện số nhà 11 Lê Huân, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, Nguyễn Ngọc Đức mâu thuẫn với anh Nguyễn Hữu Sơn, sinh năm 1978, trú tại phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. Nguyên nhân là vì Đức cho rằng anh Sơn tranh giành khách mua hàng mè sừng, một trong những món ăn đặc sản của Huế. Xuất phát từ mâu thuẫn này, Đức dùng tay, chân, đánh, đá tới tấp vào người anh Sơn, khiến anh này bị trọng thương phải nhập viện điều trị. Sau một thời gian củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Đức để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Theo cơ quan công an, hành vi của Đức không những gây mất an ninh trật tự trên địa bàn mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế trong mắt du khách. Vì vậy, việc xử lý nghiêm đối với Đức nhằm răn đe, qua đó bảo đảm tốt an ninh trật tự và góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về du lịch Huế.